Hi, welcome to my channel. Chào mọi người và ngày hôm nay mình rất rất là hào hứng để có thể ngồi và tâm sự với các bạn về những cái thay đổi trong cái kênh YouTube này của mình. Hi, tại sao như các bạn cũng đã thấy thì mình đã thay đổi hình đại diện này, thay làm cái gọi là gì ta, cái cover của YouTube ấy, cái hình nền của YouTube, và có ghi rõ là mình sẽ ra clip thường xuyên và chăm chỉ theo đúng cái lịch. Thứ hai là Kanji, học can về Kanji ha, tiếng Nhật. Thứ năm là học về những cái khác liên quan đến tiếng Nhật, và chủ nhật sẽ là nói free talk, nói tất cả mọi thứ trên đời, những cái mà mình cảm giác là mình muốn tâm sự cùng với các bạn. Và đây là lịch ngày hôm nay. Mình sẽ cố gắng không có bị gọi là gì ta, bị trôi trôi đi theo cái dòng cuốn của cuộc sống, của công việc nữa. Bởi vì nếu như chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tìm ra được thời gian để chúng ta có thể làm được những điều mà mình mong muốn, để có thể đạt tới cái mục đích của mình, mục tiêu của mình đặt ra. Đúng không mọi người? Ai cũng có 24 giờ hết. Cái này là công bằng nhất cho mọi thứ ở trên đời. Mỗi người có 24 giờ. Và nếu như các bạn không có sử dụng đúng, sử dụng hết được 24 giờ thì các bạn sẽ là người thua cuộc. Và mình cũng thế, mình đã sống gọi là nửa vời, một cuộc sống nửa vời đã hơn 30 năm rồi mọi người ạ. Tính ra là 31 năm rồi đấy. Mình không muốn trở thành một phiên bản nửa vời giống như mình trong tương lai nữa. Mình không muốn một tí nào, và mình muốn dừng lại cái cuộc sống nửa vời ngay tại giây phút này đây, đang làm video đây, chứ không phải là chờ đến 5 năm sau, 10 năm sau, 60, 70 tuổi sau mình bắt đầu nằm trong giường bệnh, xong rồi mình nhớ lại những gì mà mình đã chưa làm, mình đã chưa cố gắng hết mình, và mình tiếc nuối, mình hối hận. Đấy là một điều kinh khủng khiếp nhất mà mình quyết định là thay đổi nó. Mình không tin vào số phận mọi người ạ. Bởi vì số phận là do chính chúng ta nắm lấy và thay đổi. Và mình muốn thay đổi nó. Và tất nhiên nó sẽ có một phần nào đấy có dính dáng đến cái chữ số phận. Nhưng mọi người nghĩ về cái may mắn nào, cái cơ hội, cái may mắn. Ví dụ như là nói à, cái bạn kia may mắn nhỉ, bạn ấy có những cái cơ hội đến với mình này kia kia nọ, đúng không? Nhưng thực ra là để có được một cơ hội tốt, cái người đó phải đã chuẩn bị rất là kỹ càng trước đấy rồi. Và khi cơ hội tới, bạn ấy đã nắm bắt ngay lập tức và có cái điều kiện tốt nhất để có thể nắm được cái cơ hội đấy và có thể phát huy và có thể thành công, đúng không? Cho nên để nói là cái cơ hội, cái may mắn, cái số phận, gọi là số phận tốt đẹp đấy, nó sẽ đến với điều kiện là các bạn phải chuẩn bị thật kỹ càng để có thể nắm bắt được nó, đúng không? Đấy là cái suy nghĩ của mình từ trước tới giờ rồi. Nhưng mà mình cứ nửa vời ấy, mình cứ có một cái công cuộc học tập nửa vời, xong rồi mình đi làm cũng nửa vời, xong rồi mình cũng sống nửa vời, yêu nửa vời, nói chung là mình có một cuộc sống vô cùng nửa vời mọi người ạ. Cứ làm tầm tầm chung chung, xong rồi mình bắt đầu chán, xong mình nghĩ thôi, thế này là được rồi, không cần cố nữa đâu, mệt quá. Xong rồi là mình không thể gọi là vượt qua được chính mình, nên là mình đã có một cuộc sống nửa vời như bây giờ, như hiện tại, và mình không muốn nó xảy ra ở tương lai nữa, nên mình phải thay đổi thôi. Khi mà các bạn muốn có một kết quả khác thì hiển nhiên các bạn phải có một cái hành động khác đi, chứ cứ làm cùng một hành động, cùng một phương hướng, cùng một con đường, các bạn không bao giờ có thể có được đáp án khác được, không có thể có được một cái kết quả khác được, đúng không? Và đấy là điều mà mình suy nghĩ. Và đấy là một thứ mà mình đang thay đổi. Đang.
Thì có duyên thôi nhá. Tự nhiên là hôm nay mình xem một cái video mà đó, tức là một cái cuốn sách nói về đây mình cũng phải ghi ra vì mình không thể nhớ hết được. 36 bức thư của tỷ phú Rockefeller gửi con trai của ông ý. Thì có bức thư thứ ba là mình đang nghe, nhưng mà mình nghe tới cái bức thư thứ ba thì đúng là giống như là kiểu vũ trụ nó gửi cho mình một cái thông điệp và mình phải nắm bắt nó ngay lập tức, nói về cái cách để lập kế hoạch cho may mắn. Nghe nó hơi kỳ đúng không, nhưng thực ra là đúng đấy. Để lập được cái kế hoạch cho may mắn thì chúng ta phải có một cái kế hoạch tốt, phải lên kế hoạch tốt, phải lập trình cho nó một con đường thật là tốt, thiết kế mục tiêu và xem cái nguồn lực của mình như thế nào, mục tiêu bạn muốn trở thành một người như thế nào, rồi còn nguồn lực của mình, ví dụ như là năng lực của mình đến đâu, những kỹ năng mình hiện đang có như thế nào, địa vị của mình ra sao. Đấy, địa vị, năng lực, nguồn vốn, tiền, tất cả mọi thứ mình ghi hết ra, xong mình thấy là nó đang ở đâu, à, bản thân mình đang ở đâu. Sau đấy là mình sẽ điều chỉnh cái mục tiêu và cái nguồn lực cho nó phù hợp với nhau. Và sau đó mình hãy kiên trì với cái mục tiêu đấy để có thể đạt được cái thành công. Tất nhiên là cái chặng đường để đạt được thành công thì rất rất là vất vả, phải vượt qua chính mình rất rất là gian nan và khổ cực mọi người ạ. Thực ra ấy, kẻ thù của chính chúng ta ấy, không phải là người ở bên ngoài, không phải là người này người nọ, không phải là cái tiêu chí của một xã hội hay này kia, nói chung không phải là bên ngoài mà chính bên trong của chúng ta đấy, là chính mình. Nếu như mà mình vượt qua được chính mình thì mình sẽ làm được bất cứ mọi thứ. Everything is possible. Nhắc đến cái này, trước khi mình xem cái video này, à, trước khi mình làm video này, mình đã xem American Got Talent và xem cái tóm tắt với mọi người, xem cái tổng hợp, và rất rất là gọi là cũng là một cái duyên ấy. Tự nhiên mình lại xem lại được một cái video tổng hợp về 15 cái nút vàng của ban giám khảo mà không bao giờ có thể quên được, là cái tiêu đề nó ghi ấy. Mình sẽ để link bên dưới để mọi người xem. Và 2 tiếng hơn đấy, khi mà mình xem thì đúng 2 tiếng hơn mình đã khóc, mình xúc động rất là nhiều. Mọi người biết là mình vô cùng thích cái chương trình American Got Talent hoặc là Britain Got Talent. Hy vọng là mình phát âm đúng. Thì cái chương trình này vì sao mình lại thích như thế và vì sao nó lại có tới mùa thứ 17 rồi, năm nay 2022 là 17 mùa rồi nó vẫn cứ tiếp tục. Bởi vì thứ nhất là người ta vẫn còn talent để người ta tìm kiếm, để người ta có thể giúp cho các bạn talent ấy tỏa sáng, những người rất rất là bình thường. Và cái chương trình nó hay ở chỗ là nó chỉ quan tâm đến talent thôi, nó không quan tâm bạn là ai, bạn có địa vị xã hội như thế nào, bạn màu da ra sao, bạn có giới tính như thế nào, già hay trẻ, mọi người là như nhau hết. Khi bước tới đấy, người ta chỉ quan tâm đến talent và người ta chỉ xét là bạn tài năng như thế nào. Bất kể mọi ngành nghề, bất kể mọi thứ ở trên đời này, nó rất là đa dạng cái talent ấy. Và mình hạnh phúc thêm một lần nữa đấy là khi mà mình thực sự mình nỗ lực hết mình yêu cái niềm đam mê của mình và mình tới American Got Talent chẳng hạn là như thế ha, thì người ta thực sự trân trọng cái nỗ lực của chính mình và cái tài năng mà mình đã show ra cho mọi người xem. Thì khi đấy, khi mà có những cái talent nó thực sự là giỏi giang và tài năng ấy, người ta bấm nút vàng Golden Buzzer, và cái đấy nó thực sự là xúc động, nó thực sự là tuyệt vời thực sự ấy. Mình không biết là cái dùng từ nào để tỏa, để có thể truyền đạt cho mọi người nữa, nhưng mà mình lúc nào mình cũng khóc hết khi mà cái giây phút, cái khoảnh khắc
bấm nút vàng đấy của ban giám khảo dành cho thí sinh. Và những cái khán đài ấy, cả khán đài cũng gọi là đứng lên và vỗ tay và hạnh phúc cùng với cái thí sinh đấy, gọi là người ta không có một ranh giới gì hết, người ta hạnh phúc thực sự dành cho con người với con người, chứ không hề có một cái gì gọi là ích kỷ hẹp hòi hay là suy tính, không có một cái gì hết ở trong cái chương trình này ngoại trừ cái hạnh phúc và cái niềm vui sướng dành cho nhau ấy. Và mình thấy điều đấy rất rất là tuyệt vời, và mọi người cũng không cần phải theo dõi cả cái kênh, cả cái chương trình dài bao nhiêu mùa như thế. Mọi người chỉ cần lên YouTube và nó đã tổng hợp rất rất là nhiều cái khoảnh khắc, những cái phần thi xuất sắc tuyệt vời giành được nút vàng của ban giám khảo, người ta tổng hợp từ bao nhiêu mùa rồi, và các bạn có thể xem những tổng hợp đấy, các bạn cũng đã thấy nó rất là tuyệt vời rồi đấy. Để mình nói rằng tài năng có, đúng, công nhận, nhưng nếu không rèn luyện, nếu không nỗ lực, nếu không hàng ngày cố gắng luyện tập thì rất khó để có thể trau dồi, để có thể rèn giũa mình trở thành một người xuất sắc. Cho dù bạn là một người bình thường như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể tỏa sáng. Đấy là cái thông điệp mình muốn gửi tới các bạn. Cho nên đừng nghĩ là cứ phải lên TV ở chương trình đấy thì mới có thể tỏa sáng được. Các bạn có thể tỏa sáng ít nhất là chính mình. Chính mình tự hào về bản thân mình đã làm được điều này, làm được điều kia. Gia đình tự hào về chính mình, bản thân mình. Và nếu như mà các bạn có thể nữa thì có thể cống hiến cho xã hội những cái điều tuyệt vời, tốt đẹp. Cũng không cần phải cao sang như nào hết mọi người ạ. Ví dụ như là trồng một cái cây để cho trái đất xanh hơn, lên tiếng khi mà các bạn thấy có một người yếu thế hơn đang bắt nạt, bị bắt nạt, hay là đơn giản hơn nữa nữa đấy chính là các bạn cũng không cần phải làm cái gì quá cao siêu, về tới nhà yêu thương nhẹ nhàng với bố mẹ các bạn, dành thời gian nói chuyện để có thể bố mẹ các bạn được hạnh phúc hơn, được cảm nhận tình yêu thương hơn, thì từ đấy các bố mẹ của các bạn và chính các bạn nữa cũng sẽ lan tỏa cái niềm hạnh phúc đấy cho mọi người. Đấy cũng là một điều làm cho thế giới mình tốt đẹp hơn đấy. Mình nghĩ như vậy và mình tin chắc là như vậy, đúng, chính xác là như vậy. Cho Cho nên nên là cuộc sống này tươi đẹp lắm mọi người. Hãy làm cho nó đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn, và tất cả đều nằm trong tay chúng ta hết. Không có số phận nha. Mình chỉ muốn nói thế thôi. À, quay lại cái kênh của mình không biết là mình đã trôi theo bao nhiêu rồi, nhưng mà cái kênh của mình sẽ hoạt động như thế. Hy vọng là các bạn sẽ yêu, thích, thương mình và ủng hộ. Mình cũng hy vọng là những cái video tiếp theo sẽ có ích hơn tới mọi người. Tự nhiên nghĩ ra một cái nữa. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Câu nói của Bác Hồ. Mình luôn nghĩ đấy, thực ra là mình rất hay nghĩ ở trong đầu ấy. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mình nghĩ ra và nó rất là phù hợp với cái video này. Thế là mình nói thôi. Đừng sống nửa vời nữa nha các bạn nhé. Bỏ đi, mình làm lại, ha. Đừng. Nếu như mà các bạn cứ sống nửa vời và các bạn hy vọng là cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn, sẽ gửi cho mình những cái thông điệp, những cái lời lẽ, những cái điều tích cực đẹp đẽ thì không có đâu mọi người. Hãy đối xử nhẹ nhàng, yêu thương và nỗ lực hết mình thì vũ trụ sẽ đáp lại chúng ta hết mình bằng những cái điều đẹp đẽ nhất mà các bạn sẽ không bao giờ ngờ tới. Thật đấy, cũng thỉnh thoảng mình có cố gắng hết mình và mình đã đạt được những điều mà mình cũng đã không thể nghĩ là nó có thể đẹp đẽ tới như vậy. Cho nên hãy sống nhiệt huyết hết mình, nỗ lực, kiên trì và
có đam mê, có lý tưởng. Thanh niên chúng ta phải có lý tưởng như lời Bác Hồ dặn, và hãy quyết tâm hết mình, đầu tư vào chính bản thân mình nha mọi người. Đừng có không nói không tin ai thì không có phải, nhưng mà hãy thử xem, nếu như mà các bạn cố gắng hết mình một lần xem nào, để thấy là cái kết quả nó tích cực, nó tuyệt vời đến như thế nào, để các bạn có thêm động lực, để các bạn có thể cố gắng hơn nữa, để những lần sau nữa các bạn có nỗ lực hơn, và thế là cái thói quen nửa vời của mình sẽ dần 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 biến mất, thay vào đấy là cái việc cứ động vào cái gì là mình sẽ làm hết mình, nhiệt huyết hết mình, thì những cái điều tuyệt vời sẽ tới chúng ta. Hy vọng là các bạn thích video này, và hứa với các bạn, không dùng từ hứa, hứa nhiều lại thất hứa nhiều, không không không, mình đã thay đổi rồi, mình quyết tâm, mình dừng hẳn mọi thứ trước đây, bỏ qua, tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Và hẹn các bạn ở video lần sau vào thứ hai. Bye, học cần gì nhá. Bye bye. Mọi người xem outro của mình nhá, hay lắm.